sau trung tập tính lại Pomme Pinon mời Pomme Pinon bận phăng chương trình quốc khảo mở sáo sĩ cảm ơn xít bét pì song panchosam không đài phát thanh truyền hình Sera của chương trình này mới bung qua khảo sức hàng tuần trao mở sáo sầm cảm ơn xít bét đồng chí lo Minh Hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy có bàn hà mũ đại biểu tỉnh trôm họp đại hội đại biểu tỉnh cảm hương cộng đoàn Việt Nam tự thứ xếp sầm giản pì song panchosam hoặc pì song panchoset trong hạp chúa bòn hà mỹ đồng chí lê hồng long ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy phủ ấn pa bưng bàn thẳng văn phòng tỉnh ủy đại hội xếp sàm công đoàn việt nam san pi sòng pan sao sàm họ sòng pan sao pet chiết đẩy khai ó tép mử cầm nưng họ mử sàm cầm mượn xếp sòng pi sòng pan bảy sao sàm nặng hơn hồi hơn mương mỹ đình thủ đô hà nội chôm hạp đại hội công đoàn việt nam từ thứ xếp sàm mi pan nưng hỏi nưng tài biểu chính thức tàng nà hở cài xếp hết chiều toàn viên công nhân viên chức côn diệt viện không cám hương mũ đại biểu tỉnh sơn là hôm mi xếp đại biểu chính thức đại đồng chí vàng a à la chủ tịch liên toàn lao tổng tỉnh quân cốc họ san hỉ là việc khẳng khang cánh bưng phía dệt không mũ đại biểu tỉnh sơn là nặng tài hội có đại diệt theo Cuộc nằn tòp hôm chôm hạp bưng phía dệt trùng nặng tài hội. tòp hôm quan vai van chôm hạp nằng bảng sầu sàm phụ ẩn chính phủ cấp đại biểu trôm hạp đại hội xếp sàm công đoàn việt nam khẳng khang sòng vai sổ sảm báo cáo nàng tài hồi ma luông bùn nho súng lang tỷ là việc kiểm tra làm he hôm phân nho súng lang tỷ tổ chức cánh phía dệt công đoàn cánh công đoàn khâng lò hở toàn viên côn dệt việc nàng phòng sùng phòng cuồng tác háng bò mẹ trường hỏi côn nàng bàng sổ sảm liên toàn hào tổng tỉnh sơn la danh tính chi phai van số chính phủ ngắm bùn tài ngõ chính sách ma phía dệt hơn xú, hở xây sáo đằng bó sừ nàng bưng phòng bò già cha phòng đèn hương phát biểu nàng chu Bọn Hà, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy có vò nhằn đại hội đại biểu tên cám Mương cộng đoàn việt nam tựa thư xếp giảm lò bóng vịa chính trị cốc kén đại hội đại khai ó cuồng san đoàn viên công nhân viên chức côn diệt viện cuồng cám hương vòm cắp toàn tảng toàn dân toàn quần chống hanh quyết trả chấp năm lang tỷ nghị quyết đại hội tựa Thứ xếp giảm công tảng nghị quyết số sòng mừ xếp sòng cầm vượt hốc vì sòng văn sao ít bộ chính trị ma biến máu tổ chức cánh phía Dệt không công đoàn Việt Nam cuồng bằng xí máu. Vừa xưng thần, mọi đại biểu chôm hạp đại hội đẩy bánh khải trách nhiệm nằm tắc ngon vằn chôm hạp cóp hôm lang tỷ xã pưng nả vịa chương trình nghị quyết không đại hội. Tọp hôm sổ sàm bưng luông bùn nả vịa vầy tặng tánh công đoàn Việt Nam hàn thanh chủ xương. Chọp xồm cánh kẻ khay đẩy pưng nả vịa tạt ó chấp năm lang tỷ nả vịa cuồng bằng xí máu vào khẩn bưng lang phái chờ mon khòng cài chiết xếp hạ văn công nhân viên chức côn diệt việc cuồng cá tỉnh họ tải hội bánh khảnh hườn lang văn hóa tràn tỳ cáo ảng hún ảnh văn hóa khảo sơn là cấp vi hỏng cuồng cám hương đồng chí lo mình hùng co sồm chờ cấp bưng bay sổ sàm không hút đại biểu nàng tài hội cánh nhàn xanh ỉ lỏ bưng quan vây van chọp men cuồng trơ cổng toàn viên ngành bó sòn nàng phòng sùng phòng cuồng tác háng phòng pò xà cha nhăng pò xà cha ma tăng quán sú xương khách nì đồng chí có tin chưa mũ đại biểu tỉnh sơn la chim hi lại luôn có hôm hàng đại hội đại biểu tên cảm hương cộng đoàn việt nam từ thứ xếp sàm gian bị sòng bắt sao sàm họ sòng bắt sao pét tên cầm mử sao sàm cầm sao pét đồng chí lo minh hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy phó trưởng ban ủy pa cầm phong mầm húp nhằm phương khẳng tình bom cấp mũ công tác, bàn uẩn ba cầm phong mảm húp nhằm phương khẩm tình, có diệt vệ cấp đảng ủy khối phương cơ quan doanh nghiệp tỉnh, trung hợp chu diệt vệ, mi đồng chí Bùi Minh Tân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Quân bức bị cải ma, bàn thường vụ đảng ủy khối phương cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh, có bồng trà uẩn ba phương tổ chức cơ sở đảng, ngắm bùn F5, phương chỉ thị nghị quyết khỏng đảng, pháp luật khỏng hơn mương, mà nả vệ cầm phong mầm húp, lưng phải sở rú trầm sáo hồ mà lô ngắm trà bùn không cán bộ đảng viên lần xưa là côn uẩn ba cấp ủy chủ cấp bưng cơ quan đơn vị lợp tăn sảng bành bưng khù bất đi mi ó cánh bưng vỉa phi thứ nuống pan họt mảm húp sẽ là nham bường nhằn cánh kẻ khải lợp tan bưng đơn sử kiện cáo nuống pan họt nả vỉa mảm húp nham bường uẩn ba tàng tánh cánh trăm Nam lang đi bưng luông bùn giống tiểu nặng bón diệt vỉa bưng luông bùn trồng tiếng nặng cửa sở càng kiên các việc cầm phong mảm húp xở lại nham bường không bưng cơ quan đơn vị quận ba cấp ủy ủy ban kiểm tra trụ cấp chấp năm việc làm le vía biển mày cánh biển chảnh trường phòng hiệp thù cánh báo hải chú côn bòm hổ vạch cầm phong mảm húp sẽ là nham bường Cuồng vì sóng văn sao giảm, cầu ẩn pa kiểm tra đối cấp xếp bếp, tổ chức đảng cánh cầu đảng viên, lò cấp ủy viên, cuồng ẩn pa trên báo chấp năm nghị quyết đại hội đảng bộ chủ cấp, gian vì sóng văn bài sao, sóng văn sao hà. Làm le vì ẩn pa chấp năm vương lung bùn khòng đảng, pháp luật khỏng hơn mương, ma vía cầm phong mảm húp sẽ là nhàm bường, đối cấp sóng tổ chức đảng cánh sóng đảng viên. Làm le tổ chức đảng nưng, đảng viên nưng, cuồng vía trên báo bước chỉ thị nghị quyết khòng đảng. Phát biểu nặng mưu dệt vỉa, đồng chí Lo Minh Hùng có đề nghị đảng ủy khối bưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh đầy sức tám nho sùng trách nhiệm uẩn ba bưng chỉ bộ đảng bộ cơ sở. Trên báo luật cầm phong mảm húp sẽ là nham bường, họt cán bộ đảng viên cánh côn dệt vỉa. Bưng nghị quyết chỉ thị không trung ương tỉnh ủy bàn uẩn ba cầm phong mảm húp, uẩn ba tỉnh, bòm thồng lông, cuồng cơ quan đơn vị. Trăm năm xử đi phía biển chảnh trường khổng hiệp thù không cán bộ đảng viên công chức viên chức nhận vào công khai tùng quốc kiểm tra ma việc cầm phong mảm hút chất năm xử đi quam khót năng thành trà kiểm tra cầm quyết kẻ khai, bưng khủ nhăng viết thứ đầy hù hình Sức tạm nhằn kẻ khai, lợp tăn bưng đường sự kiện cáo núng pan họt sẽ là nham bường cánh mảm hút Mở sát sòng cảm ơn sếp bếp, đồng chí La Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phó trưởng ban ủy ban cầm phong mầm húp tỉnh, có diệt việc các ban thường vụ huyện Quỳnh Hai, Man hạ việc cầm phong mầm húp, bom chôm hạp, mỹ đồng chí Bùi Minh Tân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy cuồng gian cái ma bàn thùng vụ huyện ủy huyện quỳnh nhai cò sòn hôm uồn pa uồn chưa chấp năm pưng chỉ thị nghị quyết không đảng chính sách không mương không hơn mương mà cầm phong mảm húp nả vỉa kiểm tra làm le phạt mà ở phít thứ cuồng luôn quản lý sủ ngân ngân sách hơn mương đầy tùng pua lượp tăn pút bưởi pưng con phít thứ cánh phạt mà ở tòi luôn tắt bùn cuồng pì ủy ban kiểm tra huyện ủy cò chấp năm kiểm tra đối cấp chết tổ chức đảng làm le hạ tổ chức đảng cầu đảng viên, nhận danh trường phòng đối cấp sao hốc đảng viên, cạt kiên cấp đảng ủy công an tỉnh chấp năm kiểm tra nâng, uốn ba đảng ủy cơ sở, Chi ủy, chi bộ kiểm tra sau hốc tổ chức đảng xếp sóng đảng viên, làm le xếp hạ tổ chức đảng xếp chết đảng viên, chấp năm kỷ luật đối cấp tổ chức đảng nưng, mi xám xếp sóng đảng viên, nặng chu diệt Việt, chủ đại biểu có sòn hôm sổ sảm, hôm quam, đề nghị quỳnh nhai, dệt chảnh bưng nà viện núng pan họt biển mài trường khòng từng côn, mi nghĩa vụ biển mài trường khòng, nà viện tẹt tiếng đơi kiến rú hở dân mương nhai phải rú bón máu, nà viện pan dài ngân cốc công. Phát biểu nằng chú diệt việt, đồng chí Lo mình Hùng đề nghị ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai xếp tàm uẩn pa nà vịa trên báo, bó sòn không mương, chấp năm lang đi, bưng chỉa lai uẩn pa không trung ương, khòng tỉnh, ma cầm phong mảm húp, nho sùng hồ trái trách nhiệm không phù diệt cốc, bưng cơ quan, tổ chức, bưng đơn vị quần chấp năm luôn tắt bùn khòng đảng, hơn mương ma cầm phong mảm húp, bồng trời chấp năm pưng nà vịa, luôn bùn cầm phong mảm húp tỏi luông cầm phong té trầu té đắc sòn hôm uẩn pa nho súng lan đi nà vịa kiểm trà làm le kẻ khầy lợp tan nà vịa bứt bưởi nuống pan họt cầm phong mầm húp nho súng lang đi nà vịa biến máu trẻ lai hành chính cuồng đảng cánh hơn mương tuần trầu mừ Sáp sàm ơn bết đồng chí hoang quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh Cậu Uẩn pa phiên họp từ hốc xếp bết ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh trong hạ phiên họp biết đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám đốc tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám đốc tỉnh, quần Pa San Sơ, ngành không tỉnh. Phiên họp có ve van đối các báo cáo nàng viện tròi dừa trầu dòng mất cốc, quần bấng danh, ngắm bùn dự án dòng mất cốc, nàng huyền mộc trầu, vân hồ. Báo cáo nhận danh tinh khẩn luông bùn dòng mất cốc, dự án phòng kinh dú dịch vụ qua in, pu Cỏ tre. Báo cáo nhận danh tinh khẩn luông bùn dòng mất cốc, dự án phòng kinh tù huyền mộc trầu. Mũ đại biểu đề nghị cơ quan tèm biên dệt ót trành cấp có ta đình san bón rú cuồng dự án, vị sỏng pành bưng lông bùn hướng pan ta đình dự án, danh tính dàn chơi trên báo, dệt leo luôn tèm biên dự thảo báo cáo, trẻ tinh phòng ban cán sự đảng. Làng chơ phăng qua vai van phòng pưng thành viên ban cán sự đảng ủy ban giới mức tỉnh, chủ tịch ủy ban giới mức tỉnh, biển mai luôn chóng hanh, phòng pưng sở, ngành, cò khẳng khang tí may bưng lông bùn tinh phiên họp, bom nằn, yêu cầu bên cơ quan tèm hiền, tọp hôm quang bè văn không mũ đại biểu, vầy chấp năm lèo, luông bùn bưng báo cáo, nhận bào men tới tắt bùn. Trước Bình nòng, tướng trao mư sắp xàm cảm ơn Bết, đồng chí Hoang Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban giám đốc tỉnh, có tiếp dần hương tòi nham, bướn xếp Bết, vì sòng văn sắp xàm, trông hạp Chủ tiếp dần hương, mi tàng nà, bàn tiếp dần mương tỉnh, cánh uốn ba sở tài nguyên cánh môi trương nàng Chu Pò Nà dần mương Phạm Thị Khanh, rú nàng tiểu khu hươn răng thị trấn Nông Trương Mộc Châu, huyện Mộc Châu, đề nghị ma nà vịa nuống pan hột kẻ khay, nà vịa trành trinh đìn đòn. Làng chơ phong quam đề nghị cánh pưng quam cóp hôm nàng Chu Pò Nà dần mương, đồng chí chủ tịch ủy ban Dân mương tỉnh, rào hở pưng sở ngành, nuống pan sức tàm cạt kiên kẻ khay khát nàng đề nghị, khòng dần mương, nhẳn bào men tôi luông tắt bùn khòng không mương, bó vầy hở dần mương đề nghị, vay van lại từa tường trào đôn đèn mương ba mương trên khường cò khay lấy bốn sườn hà xếp bì đẩy nhôm sòng trừ sườn, anh hung chủ mưu vũ trang dần mương xàm, xếp bếp xếp sòng bì bắt nừng cào hỏi chết xếp xàm. Xàm, xếp bếp xếp sòng bì xong, xa xàm. trong hạp lễ mấy đồng chí Trắng thị xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban giám tỉnh té lang áo nả vệ, cánh vệ dệt phòng đèn mương tỉnh sơn la mở sao sám cầm bướn sĩ bị bắt hừng cầu hỏi hà diếp cầu đôn công an dân mương phú trang chiêng khương đẩy tay ngõ tòa nghị tình số hỏi nừng hà xếp hốc không bộ trưởng bộ công an khảm cài bưng sàn si đơn vị vừa tủm pua tàng đánh trùng hú vừa hòn khăng cầm tó cắp bưng côn khảm tên mương phít phép cánh xôn trinh cản tơn bưng côn phản cách mạng cánh bưng côn khảm cài tên mương phít phép tó xôn sắp quát cắp bưng côn hài chóng hành trên báo nếu chưa dần mương hủ chảnh ma bưng miếu hài khỏng một phan thu tó bưng lang tỷ cứ đẩy nằn, đơn vị có tại chủ tịch mương nhôm sòng chư xiềng quý banh, đơn vị anh hung chùm hôm vũ trang dần mương cuồng mử sàm xiết cầm vườn xíp sòng bị bắt nừng cầu hỏi chê xíp sàm cuồng bàng biến máu tặng tánh hơn mương cán bộ chiến sĩ tôn đèn mương phát tủ mương chiêng khường cò cà sàn nho sùng hùa chờ cách mạng trùng tó bòm cắp bưng chùm hú ướn cánh dần mương chủ trợ côn bảy trừ quên biển chảo phòng đèn mương tặng tánh phòng tèn mương chùm yên tảng tánh phòng tèn mương trùm yên cạt kiên cắp bưng mương rú sở trầm dệt đi nả việc quản lý phòng quản lý việc khẩu hoa mương óp bảy mương nọ khảm cài đèn mương phát biểu nàng mưa lễ phủ ấn pa bộ chỉ huy bộ đội đèn mương tỉnh đề nghị đảng ủy ban chỉ huy đôn tèn mương ba tủ mương chiêng cường xếp tàm ca sàn tòp hôm ấn pa chỉ huy đơn vị trùng tó cấp đảng gân mương Trang ngắm bùn cuồng bưng vỉa dệt dệt lèo tì nả việc đẩy tắt bùn cuồng luật biên phòng việt nam bánh khay hùa chờ ai bộ đội vũ hô cuồng bằng xí máu xồm đáng lò đơn vị quần cón bồn sòn không bộ đội đèn mương tỉnh sơn la bộ dân hì đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội đèn mương tỉnh ủy ban dân mương huyện sông mã còn nhóm sòng chia khen hở bưng tập thể từng côn cửa đẩy lăng tí bồn sòn trước biển hồng mở sát sòng cà mau xếp bết, đồng chí đinh thị bích thảo ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy bom cấp tổ đại biểu hội đồng dân mương tỉnh cánh huyện tuần châu có bọn hạ cử trì xàm xá bóm hơi mương khiêng cánh liệp te còn ký họp thứ pet hội đồng giám tỉnh sơn la khóa xếp hạ nàng tăng họp làng chơi phụ ẩn ba ủy ban dân mương phương xá báo cáo ma vía mà pe diệt dần đánh là bản mương nhận vào quốc phòng tiền an nàng cuồng phòng cuồng xếp bếp vườn hùa pì sòng bắt bảy sao sàm cánh nả vía cho dệt vì sòng bắt bảy sao xí tổ đại biểu hội đồng dân mương tỉnh có báo quan số cử trì ma lang tỷ ký họp chuyên đề từ thư xếp xí không hội đồng dân mương tỉnh sơn la khóa xếp hạ cử chỉ sàm xá, cỏ vay phan, ma vịa, tròi ngân cốc, tảng tánh ngân phản hóa, hải bưng bàn, làng chơi hộp hôm, trầu tảng tánh dự án, cấp nằm sù hở bản mơi, cánh, phòng, càng ngòng, xã bó mơi, nho cấp, sàng bành, tăng lồng tình, hoi nâng bày xíp hốc, té tổng cỏ khẩu mưa, xã bó mơi, xỉm tăng, té sàm pa tăng, bản bó, khẩu mưa, bản phai xè, xã bó mơi, tánh ao luông bùn, sáo hà bón khai trương hai xuân, hở dần mương, dòm ngân cốc, tảng tánh, tràm bầm nằm, hở điểm trương chủ học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, cánh trạm y tế xã Hiệp Te, Khải Quảng, Tang Long Bảy Hiêm Tầm Te, Hở Chết Bàn, Nhai Mát Sú Bắn Mỡ, Nàng Sám Hưng Khiền, Chào Tảng Tánh Pưng Cổng Trình Xóm Hơn Cốc, Chuồng Hong, Pưng Bàn, Nhai Mát Sú Bắn Mỡ, Hơn Máy Tiền Hàm Sơn Hà, Gian Thứ xong. Tổ đại biểu Hội thông dân hương tỉnh, huyền, cánh phủ ấn ba, ủy ban dân Hưng huyền Thuận chào, có top quan vai văn không cử chỉ tòi khuyên cánh tóp hôm ảo pưng quan phai văn ứng không cử chỉ, đề nghị pưng cơ quan chuyên môn, chào làm lê cánh kẻ khay, tòi tắt bùn trước bị nòng ngân cốc tại ngân hàng chính sách bản hương chi nhánh huyện tuần châu lò ăn pâng tròi lại chú hương nặng của Huyên, bánh khay khu ngày đi không địa phương vải mà pe giật hôm phân xã vịa mà pe giật tánh là bản hương không địa phương chú hương lung nguyễn hữu phước Dú nặng bản tiền hưng xã phòng lái, mi sàm hách ta ta đình giật sơn vải sàng sôm đinh đòn pumana cò phú sứa cánh ma man hầu Chú Hân Lung Phước có cùng hơn tòa nghị định số Hà Xếp Hà không chính phủ tại ngân hàng đồng nghiệp cánh mà Pè Bản Ha chi nhánh thuần trầu. Cắp vệ dệt ngày đi xưa trẻ lai cùng hơn sủ bưng lông bùn nhằn bao số ngân củ, tòa nghị định Hà Xếp Hà không chính phủ có tròi chú Hân Lung Phước cùng hơn đẩy ngày đi. trong quá trình cuồng gian cùng hơn ngân hàng có tạo khu ngày đi ma vệ diệt trẻ lai cực tóp số ngân cổ chú chuôn khỏi dệt dần đẩy lang thì té chơi diệt dân ca khai, té xuống hơn củ thầy, hư đây kính rú khẩm chú hơn, cò mạ pè hịp thu có sùng xưa, chú hơn minh ơn sự bưng tàng khốn già, sưng hàn, lăng đi ca khai có sùng xưa. Tó lại luôn biến máu cùng vệ dệt, ngân hàng nông nghiệp cánh mạ pè bản ha, Chi nhánh thuần trầu, cò hòn khân cạt kiên cao cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương, bưng tổ chức đoàn thể, trên báo chính sách cùng hơn, chuồng hông mạ pè giật dân hành ha, họt khai hang nằm cùng phòng, lưng kiểm tra làm le tít tờn phía xù ngân cốc mền phía hôm phân búc chuân mả bè dệt tánh là bản mương ở địa phương cũng được các đẩy ý ai tăng ngân hàng đồng nghiệp cánh mà về bản ha tạ cùng ngày đi hở cùng hơn hư sum khỏi có khai quang bón búp bông khay đang mi cài hách xuân mắc kiềng mắc phục cà phê thành hồng chuôn có tẹt tiếng đế kinh rú mi phải hơn liền lụ noi hở lụ ép hiên hoặc bón họt tì trước khi cho hộ gia đình với bốn xã cũng phối còn chơi bưng Chu hơn cùng hơn hư ngân hàng, còn làm le diệt sư vài cửa đài lăng đi sùng còn chơi làm he nạp vịa hà cụ, hư cầu uẩn pa pàn vịa hà bàn uẩn pa khổng xá uẩn trì biển hồng ma vịa búp bồng, tành thiêng cánh sùng ngân cốc đài lăng thì men tới lúc buồn dần mưa đăng ký còn chơi cù Vậy dòng ngân cốc mà pè dân dần đơn vị có tùm phua nả viện nếu chưa ngân cốc, số ngân cốc nếu chưa họt mừ xàm xí bếp cảm ơn xíp vì xong băn xa xàm, lò cầu hoi cầu xíp xí tìm hành, số hơn củ ngân hang nông nghiệp, cánh mà pè bàn ha, chi nhánh thuần trầu, lò pan hừng, chết xíp cầu tìm hành. Cuồng hăn, củ nòi mư, lò xí hoi bay cầu tìm hành, củ gian hừng, lò hốc hoi chết xíp tìm hành. cài cầu xíp vân hoi số ngân cổ vầy chuồng hong viện mà pè dân dần hành ha nào cung huyền để tạo điều kiện cho bà con vay vốn được thuận lợi. Thì... tinh mít trên nhánh hạ cùng hơn còng vững xá, Xung khỏi có chắp theo bảng uốn chi dệt triển lai, hồ sơ cùng hơn, vay dần mương hồ trành, bom hằn trên báo cài phương đồng chí lọ tổ trưởng, tổ cùng hơn, lò uốn chi dần mương dệt triển lai cốc khỏe, dàn trơ nhằn hơn, tái ngân hang, vay nhằn bào, nhằn đầy xuống hơn củ, men tòi tắt bùn, cánh trọp xồm, cắp đăng áo cùng hơn còng biển hồng vậy nho sùng lang đi cùng hơn ngân hàng nông nghiệp cánh mà bè bàn na tuần trầu nhường mư nhường biến máu vỉa hở củ tỏi lúc máu bồng trời làm le vài cực tóc lăng áo cùng hơn không khai hang lình xưa lò củ vây mà bè giật dần cực bên bón bằng măng không kỳ xíp băn bò hai mẹ na cuồng mà bè giật dần nho sùng hiệp thù tẹt tiếng đây kìm rú tại mưa sắc sòng hoặc mưa sắc hốc cả một sự bết, sở văn hóa thể thao cánh du lịch tỉnh sơn la cạt kiến cấp phòng văn hóa cánh thông tin huyện quỳnh nhai khải lớp tập tư bó khắp tay hạ cài hà ship học viên lọ pò mè con tay bưng côn nát giường cắp khắp tay nằm cùng huyện trôm hạp tập tư mũ học viên đài bó sòn ma luông khắp bưng bay khắp tay sơn khắp tàn chu xếp giường khắp thèn khắp mưng hơn mãi mưng mừ vết ó mưng mi lụ bao lụ khởi khắp đẩy mã đẩy mua diệt sườn cánh tảnh liềng cài chú tập tư cỏ hung phân hiểm trừ cánh bánh khay bưng nếp văn hóa ngần lang tràn đi không chờ con tay bưng bay khắp tay cạt kiên các bưng nà vịa văn hóa nàng cơ sở từng dàn nho dùng buồng ký đất rú khom me chu chờ côn nàng cô huyền bánh khay luông hanh trách nhiệm không bản khuống cuồng viện hiểm trừ cánh bánh khay bưng bay khắp tay cạt kiên các mả pe qua in khải quảng bưng câu lạc bộ khắp tay hôm phân tặng tánh văn hóa phủ côn việt nam cựt tóc lăng áo mà pe không bản hương Nơi này Pò Mẹ Nông, trong bữa phát lèo chương trình quốc khảo khẩm đài phát thành chương trình San hà. Sau đây dân ơn Pò Mẹ Pom Ông, Pò Mẹ Pinh Nông, Pong, Pong Tòn, phang Pò Mẹ Pinh sườn.